Thưa quý vị, trẻ ở Việt Nam càng lớn càng nói dối. Kết quả từ cuộc khảo sát của các chuyên viên tâm lý xã hội Việt Nam cho hay, nạn nói dối ở trẻ em Việt Nam đang tăng dần. Phúc trình của Vụ Văn hóa, Văn nghệ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương Cộng sản Việt Nam la hoảng rằng nạn nói dối là một bức tranh cực kỳ nguy hiểm. Trẻ em nói dối ít, càng lớn càng nói dối nhiều hơn. Theo báo Tuổi Trẻ, những nhận định nói trên được đưa ra tại cuộc tọa đàm tổ chức ở Hà Nội hôm ngày 22 tháng Giêng năm 2014. Khoảng 47 nhà tâm lý xã hội, giáo dục, đạo đức ở Việt Nam tham dự cuộc tọa đàm mang chủ đề Giáo dục với việc hình thành nhân cách, đạo đức con người, văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Báo Đất Việt dẫn phúc trình của ông Lê Như Cương, hiệu trưởng trường Trung học Lương Thế Vinh, Hà Nội cho rằng giáo dục Việt Nam đang có vấn đề. Cựu Chánh Văn phòng Bộ Quốc gia Giáo dục Cộng sản Việt Nam thì khẳng định rằng nạn nói dối tràn lan đang là vấn nạn của xã hội Việt Nam. Theo ông, nếu các trường học không khai tử được bệnh nói dối thì đó là tai họa cho xã hội. Ông Kính nói thêm, vì người lớn tiếp tục nói dối nên trẻ em tất yếu theo gương. Ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Cộng tác Học sinh, Sinh viên của Bộ Giáo dục Cộng sản Việt Nam cho rằng người lớn cư xử không tốt làm ảnh hưởng đến con trẻ. Cũng theo ông Văn Như Cương, nền văn hóa Việt Nam xuống cấp, tâm lý bất an ngày càng lan rộng trong xã hội. Báo Tuổi Trẻ dẫn phúc trình của bà Lê Thị Bích Hồng, cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương Cộng sản Việt Nam cho rằng, một cuộc khảo sát nhắm vào học sinh, sinh viên 30 trường học ở Việt Nam cho thấy một bức tranh cực kỳ nguy hiểm vì nạn nói dối đang tăng dần. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời các chuyên viên tham dự cuộc tọa đàm trên cho rằng, việc giáo dục nhân cách con người Việt Nam đi vào vòng lẩn quẩn không có lối thoát.